giờ mình bốn đứa mình đang đi tìm cái chỗ mà cái người thắt cổ đó các bạn. À, hai bốn đứa. Tới chưa? Đâu vậy? Một tuần là mới có làm cái thất thứ nhất là thất đầu tiên à. Ở đây nhà không ạ? Tới rồi. Cái người này chết khoảng được khoảng một tuần mấy bạn, cho nên là bạn nào nghiêm chóng, những bạn nào mà đau tim hoặc là những bạn nào mà sợ ma thì không nên xem clip này nha. Mình chỉ đi lại thì mình khám phá cái chỗ đó thôi, chứ mình không có mình đi coi cái chỗ đó nó ra làm sao không. À, có con bé này nè. Chỗ nào? Con bé là ở này, con nhỏ này nè. Con nhỏ là ở khu này, hình như nó biết không? Đi hút đi, đi hút đi. Đi hút đi. Đây là cái món này nè. Dạ. Chỗ đó con. Chỗ nào? Thì con chỉ đi. Đó mà. Đó cấm đi. Đi. Trời ơi, trời công này thiệt tình luôn á. Công đi, công đi. Trên nó chạy nó kêu nổi rồi. Trời, nhà nhóc đang sợ. Cắm vắng, trời ơi. Vắng gì vậy? Các bạn, cái khu hồi nãy khúc chỗ đó đó bạn. Cái khúc chỗ đó là có người tự tử. Còn nổi nữa. Sao? Quay qua đây nè. Trời ơi, trời hôm nay đi quay mau mới sợ. Bây giờ bỏ xe chú công đi, mình vô đó mình nên đi, mình đi về. Nè bây giờ tự nhiên con dắt người ta vô đây, con dắt mấy cậu vô đây, con không chỉ cái chỗ vậy vô đó mà con không chỉ cái cây nào đi đường đâu quậy. Anh con nói là không được chỉ. Ai nói không được chỉ? Anh à. Vậy con vô chỉ chỗ đâu, con chỉ mấy bạn. Rồi mấy bạn coi chợ mà ngoài trên mép chứ người hai thằng. Đi quay ma mà nào nấy xin lè xin lát. Mấy chị xe xuống quên đường sau đây em chạy về cho. Đâu đâu. Trời ơi tôi cũng sợ các bạn. Mấy. Tôi cũng sợ nữa. Trời con vô, giờ bây giờ con vô con chỉ chỗ đó rồi. Con công vô. Thôi, cứ vô. À. Ui trời. Cổng muốn chết không? Ôi, mặt gạt chân chống xuống. Vậy trời, đó. Coi cái quần của hai đứa này có ướt không? Không. Mặt chân chống xuống nhanh lên. Bạn con nó mất tiêu rồi. Ủa sao mà không đứng tấp tấp vô lề đứng đâu giữa ngã tư đường vậy trời. Đứng tấp tấp vô đường thôi. Mình tay trái mà cây nào bên trái. Xịt lại đó. Đi xịt lại quẹo tay trái chứ. Gần gần chính giữa đó. Không lấy máy hả? Tại bên đâu? Bật đèn pin lên. À, điên này. Nhỏ này dắt vô ngay chỗ cây đó đi. Trời ơi, trời hai ống kìa kêu gì cái nãy nhỏ kia này nó biết không? Biết chỗ không? Biết, nhưng mà nó cũng dám vô sợ ma dữ. Còn cái chỗ mà bị con nhỏ gì bị gì? Chết đuối hả? Chết đuối. Bị rút giò gì đó. Chết đuối. Không biết có rút giò không? Đâu? Trên đi hẳn được. Bay ra không? Thôi. Ủa? Chết luôn. Mới hai. Mới xuống, phải xuống. Mới hai ngày trước. Mới hai bữa trước anh từng mà. Trời tôi sợ thiệt luôn á bạn, sợ thiệt, phải sợ dở luôn á. Bà lại chim cái gì? Có quay bình thường à. Xong lại chim cho tụi nó coi. Ừ đó chứ không đi vô dùng cây đó. Đây cái chỗ mà có cái cây mà dán nguyên cái tấm bảng này nè. Rồi là không ai biết cái cây. Không chỗ liền trên đi thử. Thấy số 350. Con này coi mình lẫn xem ra coi nè. Ừ. Nó chát nó nổi ra, quay để ngang lại á, để quay ngang lại vậy nè. Nè hai nhỏ này, nhỏ nè lộn. Rồi giới thiệu. Giới thiệu sao? Hả? Tự nhiên cái con giới thiệu con đang nó tên gì con đang cung quân đội con muốn giới thiệu luôn á. À, chỗ này có ai là chỗ này là có người thắt cổ phải không? Dạ. Rồi mấy chết được mấy ngày rồi? Một tuần hả? Một tuần. Bây giờ chú công đòi đi vô cái chỗ đó các bạn. Nhóc này nó không dám vô nè, sợ. Chú công đòi đi vô chỗ đó nhưng mà nhóc nhỏ nó sợ, nó dám giỡn. Nó dạ, sợ nó ăn dặn lại cho con 200. Nội cũng dặn giờ cho con 5 triệu con cũng đi. Dạ, dặn lắng rồi con đi ra liền. Bây giờ người ta nó nói bây giờ cho nó 5 triệu nó cũng không dám dẫn luôn. Bây giờ Bi đi với cậu Di nè. Dạ con đây cậu Di là con có đời sống, còn con ở đây hồi em bắt thôi con mới được luôn á. Rồi đi. Chú qua đi luôn hả? Bi đi với Tân đi. Đi thôi con đi. Đi thôi. Tân ở đây mình sao nó ở mình được. Có thằng Bến nè. Đưa xe con đi về. Tân nó dò con nó đi hết nổi luôn rồi. Giờ dần Bi ở đây với người ta, với người Tân đi. Thôi giờ mình lên xe mình chạy lại khúc chỗ cái cây nãy gần chỗ của mình nãy đi. Rồi đi. Thôi giờ anh trước nổi. Giờ xích vô. Yeah.
trái đi. Chỗ nào, chỗ nào? Cái con nó chịu ăn lên coi. Coi bự quá. Cái bự nào? Cái bự đó thấy rồi, mà thấy rồi. Cái bự mà dán á cái gì? Không phải, không phải cái. Khi nào? Nhìn đủ đối diện mình đối cổ. Cái bự nào? Cái nào? Nó đi nó nó chịu không nổi. Tội nghiệp Tấn, đi đi đi, hồi nó xỉu nó báo nó. Nhanh đi, cậu công. Dạ bây giờ cây nào con chỉ? Cũng đó nhìn nó nhóc nhỏ. Không có chỉ, không có chỉ, đừng chỉ. Dạ không chỉ phải không? Vậy. Nó thì cây bên đó thấy rồi. Thì thấy rồi, thế qua đây. Trời đi lên xe mình con ơi. Sao thấy tự nhiên trống trống mặt ta? Đi nhanh đi. Chú quay mà. Chú quay mà. Chú quay rồi, chú quay đây. Con công mà nhớ nhớ nhìn đi. Vậy nè, mày quay vô đó. Cái cây đó bạn thấy không? Cây trước mặt đó. Cây trước mặt đó bạn, nhưng mà nó thui mà nó thui à, nó thui không thấy đâu. Có đèn pin mới thấy. Nè em cho em pin nè. Đâu? Nó hả? Có cái bóng trắng không? Cái này không đi. Sao nhìn có giống có bóng trắng quá vậy? Có đâu. Hồi tay quần trời không trời trời chú công là thầy nó không đấy các bạn, các bạn thấy không, chú công gọi đèn pin vô nè nè đó, chỗ cái cây đó các bạn là không thắt trên nhánh nào các bạn không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật là không có sao hết trơn á, các bạn cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật đi, Nam Mô Di Đà Phật đi rồi có thì nghĩ được thì con giết con trời rồi go lên đường. Không dám là đứng này trả lại quay đầu quay lại. Hả? Khác chỗ khu vực. Đây khác này có này, khác này đây là khu vực nào? Nào? Đi đi. Đi chỗ này là chỗ để cái xác này. Để gì? Để gì? Cái xác, cái xác nó cổ đó. Con mà thắng theo rồi ăn gì vậy? Đây cho này thí nghiệm không? Ờ thí nghiệm. Ấy có gì cái gì vàng vàng đó gì à? Chú con. Ấy cái gì con bị con chỉ. Chị con chỉ tận tình nhưng mà chú con quẹo vô nữa. Gì vậy? Không thấy gì trơn con ơi. Quay không thấy gì trơn á. Tôi thôi không thấy gì trơn. Hình như chỗ đó vậy là cho đây vậy nè bà, không? Không, chỗ đó làm cá gì á. Cá gì cho để cái xác á. Cái lẻ đi trời. Tối ngủ không được á. Rồi không thấy tối thui à. Tối con đêm mới được. Tối thui bị lắc. Ôi trời về đi. Không. Không. Giống như là con phơi đồ buổi sáng mà buổi chiều mà quên lấy đồ vô chú công hiểu không? Ngay tối. Mà đó là cái cục lửa hay gì ha, cục lửa bằng thuốc dạo không? Con kể chuyện em bé khóc. Em bé khóc không? Ừ. Mà sớm con lúc đó đâu có ai đẻ đâu. Trời. Rồi. Ơi con em bé khóc có phải mèo không? Không. Con mèo. Ở trên cây điện ngoài gớm lắm, con mẹ con ha chạy quá chứ chạy luôn dục đồ hết trơn, nên giống như mình đi ra sao tự nhiên con lấy đồ xong rồi con ôm trên tay này. Tự nhiên con nghe tiếng cái con đâu có dám la gì đâu, con ban sợ đêm, ban đêm hay gì ban đêm mà lúc đó 8-9 giờ rồi, như kể từ lúc đó mẹ con hết dám phơi đồ rồi sao luôn. Chắc ở đó hồi đó con nít chết gì rồi. Trời giờ con phải không lạnh rồi bên lại mà cái chỗ này không thắt cổ đấy không. Nãy con hỏi con ở chỗ mà con mới thắt cổ chỉ cái cây rồi con hỏi cái nhánh biết chứ không, đi chổng cho mấy bạn coi quay cho người ta coi. Con không dám chỉ nhánh chứ ông đâu thắt cổ mấy con từng lễ chưa có ấy chưa hành ma mà sợ gì. Nãy bây giờ kêu chú bà bùa leo lên cái nhánh chỉ cái nhánh, bà bùa leo lên cái nhánh chú bà bùa lập lại lên trường trời trời nó lạnh sợ cũng chân rồi bi nè bi nó quýu mẹ chứ chú bây giờ chưa có hoàn hồn được cái gì rồi con chuyện đó chuyện gì hả? Nãy cục lửa gì đó. Cục lửa thì con thấy bên nhà cô Bảy. Cục lửa bự không? Hả? Bự không? Giống như là bữa đó cô Bảy đi làm mà con không có biết. Đi ra ngoài sao đó. Thấy con tưởng là cô Bảy nấu cái gì ngoài sao mà nó sáng quá trời sáng. Cái con hỏi cô Bảy nấu cái gì vậy? Hỏi cái cô Bảy không trả lời, hỏi hoài đó. Hồi đi qua cái tự nhiên đèn biến mất. Cục lửa bay rồi. Cục lửa màu gì? Dạ. Lửa đỏ trong gì không? Không có nhiều lửa xanh nữa. Xanh có nhiều lửa xanh nữa. Lửa bự bằng cái thùng vải vậy. Thôi không. Mới là ba cái máu gì dưới đất nó lên tới tận cái khí bài phô cái khí người chết gì phải không? Ừ. Người chết thoát ra nó gặp oxy của mình lên nè. Mấy cái mã mà nhất là mấy cái mã lâu năm á. Ta kêu là ma chơi á. Rồi tiếng nít khóc lớn hay nhỏ ta. Lớn. Ừ.
mà có chữ vụ nít nhà người ta xung quanh ta khóc rồi sao? Không có, lúc đó là sớm không có ai đẻ luôn, không có con nít luôn. Mà đó đó có đứa nít nào chết không? Mẹ con nói là hồi đó có đứa chết trôi. Chết trôi nít hả? Ừ. Rồi chắc đó rồi. Chết trôi mà trôi thuận trôi tới đó hả? Chưa hỏi mẹ con nói sao nãy mày cũng nghe nữa hả? Rồi mẹ con nói gì con giật mình luôn. Vì hồi trước khi con vợ ngủ con nghe khóc luôn nữa. Nhà cũ con đâu Tân? Dạ, nhà cũ con. Đi ăn nè. Dạ, đi ăn nè. Này, là mà nhà cũ không bị đập rồi, đập rồi bích cửa sau rồi. Không đi ra được đâu. Đập giờ chắc nghe nó khóc nữa, đi ăn nè. Dạ không? Hình niên anh đang dẫn chỗ quay màu, hình niên chờ quay hướng. Rồi đó giờ thấy có mấy lần đó Tân? Dạ. Còn lần nào nữa không? Dạ. Trong cuộc đời này thấy ma hai lần. Nhưng mà hồi nãy xem xíu thấy ông thất cổ rồi. Trời chú Công. À, nó không dám nhìn, nó không dám. Hồi nãy phải cô đi vô luôn rồi, ngon rồi, cô đi vô. Ngon cục. Đi vô chân bước nổi đi. Nãy Tân nó gung nghe, gung như giống như nhảy ba vậy. Mà cây nó bự thiệt quá. Ừ. Mà có cái cọng dây ông thắt cổ luôn rồi. Dễ gì còn. Lấy rồi. Sao mà còn lấy về làm giống như vật trứng vậy đó. Lấy về làm bằng trứng thép. Mẹ hả? Đâu? Mẹ mới chị. Bây giờ đi đẳng nè. Đi đẳng nè. Dạ. Là chỗ này thắt cổ. Chú Công đi đi nha. Chú Công thiệt lâu bên đây. Bây giờ con đi đẳng thấy chú Công với chú Ba này còn chạy chứ đó, còn lại đẳng còn ôm vô cây đó luôn. Chú Công với chú Ba bao con chơi thẻ vô cực hết mùa này hết mùa nào chú Công với chú Ba cũng tặng con thẻ vô cực. Anh nói con không dám, giờ 5 triệu con không dám thì sợ. 100 triệu con dám hả? Nhỏ biết chỗ đâu không nhỏ? Biết chắc là ai à? Con có vô nữa hả? Không. Bữa có vô coi không? Đứng trong nhà. Đái quần luôn đó nè. Lại. Đứng trong nhà. Đi ngang mà con đói sợ rồi. Ừ. Không mà lại nước tiểu còn lên tới đỉnh luôn rồi đó. Sốc nhưng mà con nghĩ là có cái quần đầu, có cái quần cuối cùng. Cái này là cái quần cuối cùng. Nghe Hanh Niên Tiến kể nhà Hanh Niên Tiến có ma nữ. Ừ đúng rồi. Ma nữ sao? Sao? Ma nữ sao? Ma nữ là lúc mà cái ông chủ cái nước nè, là con của bà nội đó đó. À, đi như là bỏ nhà đi chơi mà điện cho ổng cái ma nữ lấy điện thoại nó giả dầu. Phải không? Sao nghe sao thấy giống xạo quá vậy? Thằng Tiến nó kể, rồi bà chính bà cũng kể luôn, bà nội nó luôn. Con cũng không tin nữa, tự nhiên má đâu trong nhà mà nó giả giọng. Ừ. Con cũng không tin. Bà nội nó với nó kể. Coi chừng Tiến có ai á. Mà giả giọng giống lắm, nghe nó kể, nghe hay lắm mà con kể lại con thấy kỳ. Bây giờ cái điều mà con kể hay là con khỏi kể, con dắt lại cho nó, con đi vô, con không biết con gì luôn. Con dắt lại chỗ ông thắt cổ nãy nữa. Thắt cổ rồi. Sao chứ con phái hát cổ quá à. Con thử hoài không? Vô sắc bạch bà. Đó có con dây đó. Gió thổi vô hán quá. Rồi con dắt chú Ba dẫn này con ngồi đây. Cái chỗ mà bà bị kéo đó. Chỗ bà bị kéo đâu nữa? Hai ngày bà nó mới chết 2 ngày, bà bị kéo chết mấy 2 ngày hả? Người ta còn nhỏ xíu, người ta mới mười mấy tuổi có khi khu không, bi. Không, mười mấy tuổi. Ê, vậy ha. Mấy tuổi chết linh lắm á. Ngay chỗ nào? Đừng có giỡn. Ngay chỗ nào? Sông trời đồ. Sông chỗ nào kìa, vớt xác chỗ nào? Vớt xác chỗ nào? Chút đi con về. Con đi coi, cái này con đi coi. Con đi coi lại sao biết được. Ủa sao con sợ bữa con đi coi chi vậy? Hả? Con sợ bữa con đi coi chi vậy? Coi là lúc đó đông rồi. Để ngồi bước qua ông kia chứ. Coi nè, tối nay con dự ngủ nằm kế bên con. Trời ơi, công cái vợ. Coi chút về bắn FIFA chú Ba là hết sợ, gắn ngồi quên. Tối nay cảnh mình Tăng đang ngủ ông nằm kế ba Tăng đó, mày thắt cổ với tao không, mày thắt cổ với tao không, Tăng ơi. Không, nó rủ Tăng ơi bắn FIFA với anh Tăng ơi. Rồi Tăng còn chuyện nào kể nữa không Tăng? Hết rồi hả? Ở đây nhiều ma lắm hả Tăng? Sao đây cổ thấy đèn ở đây sáng trưng xong tới thắt cổ rồi tự tử cũng đúng rồi. Cái chỗ nãy nó thui có ai thấy đâu. Chỗ nó vắng trời ơi. Tối nay tối thì chỗ vắng que à. Rồi cái giọng bình thường giùm tôi một cái. Đừng cái nói cái giọng đó, hiểu chưa? Ủa giọng này là bình thường à? Giọng này bình thường à? Giọng này bình thường à? Dạ em, trả quỳ răng bỏ nó lên. Thôi thức tới sáng rồi. Quỳ má xỉu tại chỗ luôn. Rồi thôi giờ 12 giờ rồi, thôi mình đi về đi. 12 giờ rồi, thôi về, cũng trễ quá rồi, khuya quá rồi. Trả về nha. Rồi bye bye các bạn đi. Con đứng hết nổi bạn rồi đó. Bye bye đi. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện ma lần sau. Con đứng bye bye.